Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin đặc biệt về World Cup. Những bất ngờ thú vị về các trận đấu ngày hôm qua cũng như thông tin bên lề về World Cup sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Cơn địa chấn tại Salvador bất ngờ từ cơn lốc màu da cam cũng là những gì mà truyền thông của tất cả các nước đã nói về trận đấu giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Trước trận đấu không ai nghĩ nhà đương kim vô địch thế giới lại thất bại thảm hại tới như vậy. Nhưng những ai chứng kiến trận đấu mới thấy chiến thắng của Hà Lan là cực kỳ hợp lý khi họ thể hiện được một lối chơi hoàn hảo.